Dàn này thì em lên cho anh khách đến từ An Phú, Bình Dương. Anh đặt dàn này về để chơi trong một không gian gia đình, nhà anh cũng khá rộng mọi người. Nhà anh có sân vườn rộng lắm. Rồi chi tiết của cái dàn này nó gồm có những món như sau. Ở dưới chúng ta thấy một cái súp 5 tấc từ 220 con 100. Đây. Rồi ở trên là ta sẽ có một cặp full đôi 2 tấc rưỡi và trép là 350, họng trép là họng array. Cái cặp full 2 tấc rưỡi này trưng trong nhà thì đẹp lắm luôn đó bà con. Rồi tiếp nữa ta sẽ có một cục đẩy 60 sò chia ra 3 kênh. Hai kênh đánh full, một kênh đánh súp, một con nâng tiếng nét. Một cặp micro của Shure UGX-M3 Bluetooth. Và trên cùng là con mixer cao cấp Yamaha M11 bản Pro, bản 2023. Và đặc biệt là bản 2023 này nó cho âm thanh cực kỳ sáng và sắc nét luôn đó mọi người. Với con mixer M11 này thì chúng ta có thể kết nối được tất cả mọi dạng âm thanh. Và đặc biệt là kết nối dàn âm thanh karaoke gia đình nó cực kỳ hay, bởi vì nó không có kén không gian đó mọi người. Rồi ok, dàn này thì em tặng kèm đầy đủ dây kết nối các thứ này kia luôn ha. Luôn cả tủ máy luôn. Kệ chân lo thì nếu anh lấy thêm, ngày mai anh qua anh lấy thêm thì tính thêm. Chỉ có đi kèm tủ máy thôi. Rồi ok, bà con nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại phía trước màn hình nha. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn ạ.